Bến xe Mỹ Đình dù đã sát ngày nghỉ lễ nhưng rất vắng khách. Thế nhưng tại những tuyến phố có nhiều nhà xe limousine như phố Vọng, Tôn Thất Thuyết, nhất là Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy luôn nhộn nhịp người bắt xe về quê. Vậy các nhà xe limousine đã có những chiêu trò gì để chở khách như xe được cấp phép chạy tuyến cố định? Trong vai hành khách, phóng viên tìm tới một nhà xe limousine trên phố Nguyễn Quốc Trị để đặt vé. Chỉ tính riêng Hà Nội, hãng này đã có đến 7 văn phòng lớn. Các văn phòng đều nằm gần các bến xe, ngang nhiên đón trả khách. Cứ 60 phút là có một chuyến. Hoạt động nhộn nhịp cả ngày đến nửa đêm. Xe 25 đi nghe ạ? Vâng. Em có xe 50, 60, 70 tối có đấy ạ. Chả mua cô chị. Hợp đồng người Thái Bình đi Hà Nội có xe 55 nghìn ạ. Em xe thanh toán bằng chuyển khoản trước đều được ạ. Sau khi đặt vé qua tổng đài, chúng tôi chọn xuất phát từ Thái Bình tới văn phòng trên đường Nguyễn Quốc Trị. Tòa nhà này là một trong 7 văn phòng lớn tại Hà Nội của hãng xe. Trước cửa, 3 xe 16 chỗ đang dừng đỗ để chờ đón khách. Mặc dù tuyến đường này có biển cấm dừng đỗ, mỗi chuyến xe, tài xế cầm một tờ giấy đọc tên từng người để thu tiền. Trong khi theo quy định, hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển. Không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức. Không được đón trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở hoặc tại một điểm cố định. Anh đi xe nào? Đây, khách này em đặt chỗ rồi, xe này của 0211 của em là Vietcombank. Chú về đâu chú? Trên đường đi, chúng tôi lân la làm quen với lái xe. Người này cho biết, nhà xe limousine này không được phép vào tất cả các bến ở Hà Nội. Đồng thời, cũng không được phép chở khách như xe khách, được cấp phép chạy tuyến cố định. Thế nhưng, ngày ngày vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách để đón khách và ngang nhiên chạy như xe khách. Cái đấy thì trên nhà xe phải liên tục mà chị. Liên tục mà thi thoảng thanh tra công an họ kiểm tra liên tục. Như vậy bảo là thôi. Nhưng mà mình sai cái gì mà nó cứ kiểm tra đâu. Ô em ơi, đón bắt khách những cái điểm có nghĩa là nó ảnh hưởng giao thông. Em hiểu chưa? Xe mình thứ nhất là to, thứ hai rằng là cứ đưa đón khách hết. Ở trong thành phố như thế, trong cái khu đấy thì nó không được phép. Là nhiều khi là mình làm việc thì làm vậy thôi, chứ còn vẫn cứ phải lúc liếm đi em chưa. Cái xe dòng xe 16 chỗ là được phép đi vào những cái nơi mà có xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ. Phóng viên tiếp tục mở rộng điều tra. Đây là văn phòng của nhà xe limousine chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa trên đường Hà Kế Tấn, quận Thanh Xuân. Bề ngoài giống như văn phòng của một công ty lữ hành. Thế nhưng thực chất đây là điểm đón trả khách. Trước khi xe chạy, chúng tôi không thấy ai ra ký kết hợp đồng vận chuyển. Khách được nhân viên yêu cầu nộp tiền tươi như thế này. Trên đường đi, lái xe ngang nhiên chạy vào nhiều đường cấm, thậm chí phóng nhanh vượt ẩu. Thằng nào ấy này, tập vượt bằng đường nó tập bạt vỡ hư. Nó kiểu nó hăng. Nó gương là xuống là đánh cãi với nhau luôn. Thậm chí nó chạy xe tải là nó lên mất tập bạt, thì nó bắt cái tít vào gương vượt vượt. Qua điều tra một số nhà xe limousine trá hình xe hợp đồng, từ đó núp bóng xe hợp đồng để chạy tuyến cố định như xe khách. Nói đúng hơn, đây là dạng biến tướng mới của xe dù. Hệ quả, nhà nước thất thu thuế phí, các nhà xe khách làm ăn chân chính thì thiệt thòi vì sự cạnh tranh không lành mạnh. Nguy hiểm hơn là tình trạng phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Lẽ nào các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội phải bó tay trước tình trạng bát nháo của xe limousine?